cả nước không còn tỉnh thành vùng cam. Cả nước hiện có 48 tỉnh thành vùng xanh, 15 tỉnh thành vùng vàng, không có tỉnh thành vùng cam và đỏ theo hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch bệnh mới nhất của Bộ Y tế. Thống kê của Bộ Y tế ngày 9 tháng 2 cho thấy, hai tỉnh màu cam từ tuần trước đều giảm cấp độ dịch, cụ thể là tỉnh Trà Vinh chuyển từ màu cam sang xanh, Bình Phước chuyển từ cam sang vàng. So với tuần trước, hàng loạt tỉnh đã chuyển từ màu vàng sang xanh gồm có Thừa Thiên Huế, Nam Định, Ninh Bình, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Quảng Ngãi, Tây Ninh. Hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì màu xanh từ tuần trước. Theo quy định, vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ, vùng cam phải hạn chế một số. Như vậy, với số tỉnh màu xanh tăng lên và không còn tỉnh nào ở vùng cam, hoạt động kinh tế xã hội trên cả nước sẽ được mở cửa nhiều hơn. Cụ thể, địa bàn xanh sẽ được mở cửa sự kiện trong nhà và ngoài trời không hạn chế số người. Những lĩnh vực được hoạt động gồm có vận tải công cộng đường bộ, đường thủy, hàng hải, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, các cơ quan, công sở, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.